càng này dữ dằn càng giao lưu của đất nước chính xác đất nước Hồ Chí Minh. Ngoài ngoài lái học bằng lái nào hả? Ngoài học bằng lái nào? Bằng lái à? Lên xe xuống ngựa đi chợ Như Mỹ chơi nhà chất lượng nè, vô ngoại. Đi đâu ngoại? Tính đi đâu ngoại? Đi chợ Như Mỹ. Đi chợ chơi ha. Du lịch chợ Như Mỹ. Rồi đi chợ sao đeo vàng dữ ngoại? Ngoại đề máy chưa? Ngoại đề máy chưa? Đề máy đó. Phan. Rồi lên ga em. Nghiêng mình. Rồi. Chơi là không bể nợ, vui lắm. Vui với quý vị khán giả, vui mừng. Vui mà sao đeo vàng dữ không ngoại? Đó vàng đeo đỡ khổ mà. Làm bộ sao có vàng đeo đỡ khổ. Cháu cũng chấp nhận thiệt rồi. Rồi ngoại chạy đi chạy tiếp tục đi chạy ngoại. Rồi lên ra đi. Bóp đà la kìa. Không có la. Có. Ba châu cho bể nợ mà la cái gì? Ba châu bể nợ. Thôi được ngoại. Rồi ba chạy chạy đi chợ Nhân Mỹ đi. Mà đi chợ rồi. Tới chợ chưa? Tới chợ ngoại. Ơi, rồi. Nghe nói là ngoại còn một cái chiếc du lịch nữa đúng không? Còn du lịch mà đi xe du lịch bí mật. Không ai thấy đi rồi xe này giờ bể cho... nợ nha. Ngoại ơi vậy ngoại dẫn mấy anh em con ra chiếc du lịch của ngoại đi. Đi 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 ngoại ngoại dẫn mấy anh em con ra chiếc du lịch ngoại coi. Đi mình ra du lịch ngoại đi. Xe này ngoại mua nhiêu ngoại? Hả? Xe này ngoại mua nhiêu tiền? Cái này 50-60 triệu. 50-60 triệu à. Ngoại có mấy chiếc xe vậy? Hả? Ngoại có mấy chiếc? Có một chiếc đi du lịch thôi. Một chiếc coi hả? Nhiều chiếc quá nó dành. Nhiều chiếc nó dành. Còn tiền ngoại để dành mua vàng hay gì? Để tiền để dành ăn bầu dưỡng. Dạ. Để mình ăn bầu dưỡng. Ăn bầu dưỡng rồi chừng nào bể nợ ngoại? Hả? Chừng nào bể nợ? Ăn bầu dưỡng con cháu nó lao động nó không bể nợ đâu. Nó nói ngoại ơi, con cháu lao động cho ngoại ăn là chắc ăn chứ không bể. Rồi bây giờ nè ngoại, ngoại tính định đi đâu nữa? Bây giờ chạy xe đi đi. Hẹn đi. Thôi bây giờ thôi đi. Mệt hay gì ngoại? Hết xăng rồi hả ngoại? Đi quá à, khô nhất. Đi quá xe khô nhất hả ngoại? Cho con hỏi thăm ơi, là vàng đó ngoại mua ở tiệm vàng nào vậy? Bây giờ vàng này không biết ở đâu cả bầu trời đây. Nó vô đeo kiền là hồi xưa. Yeah. Ông bà đeo kiền hồi xưa. Yeah. Sợi dây này bây giờ con cháu mình. Yeah. Là ngoại mua vàng nó hết nhiêu tiền? Bây giờ mua vàng này vô tiệm vàng con cháu mua nó biết. Ở bữa ngoại không, mua nhiêu tiền? Không, trăm không, triệu không? Cái này mấy trăm triệu luôn. Cái này bạc tỷ. Trăm tỷ rồi. Chàng ơi đeo tỷ trên cổ luôn hả? Ngoại giàu dữ vậy hả ngoại? Cái này tỷ rồi. Tỷ à. Đeo rồi mai sáng đi chợ Như Mỹ trao ngay bưu điện đặng cho mấy vợ nó phê phiên. Bây giờ tao trao cho bể nợ. Trao cho bể nợ luôn hả ngoại? Cái tiền này hồi xưa ông bà sắm kiền cứu dâu hen.
ba giờ sợ dây tiền này con cáo nè. Ba thấy vàng chơi cho bởi nợ không ngoại? Chơi chơi cho bởi nợ không? Chơi cho bởi nợ mà ngừa. Bởi nợ sao phải ngừa. Ngoại đâu vàng vậy, bằng đêm ngoại không sợ hả? Ba giờ bằng ngày mình the. Ừ. Bằng đêm kêu lính nó có súng đạn nó giữ nó ha. Vậy là bằng đêm ngoại có lính canh ha? Ừ, có lính. Không sợ mất vàng ha? Không sợ mất. Ôi, nó có giữ dân lính của chính pháp. Bây giờ xe còn nhớt chưa? Thôi bây giờ ngoại lên ga coi, lên ga. Thôi bây giờ chạy quá anh. Đâu anh én coi. Nó hết nhớt à, nó nổ à. Thôi bây giờ chạy nhiều số thứ tự sẽ được mang tên gành gạnh rồi. Ngoại bây giờ sẵn vừa chạy vừa tặng cho mấy anh em con một bài thơ con ngoại. Thơ gì cũng được ngoại. Thôi ta nó dưỡng đặng để ta trâu tới luôn. Trời tới luôn hả? Ủa mà hôi rồi nè. Thôi bây giờ mình đi xe máy mệt quá. Bây giờ ngoại dẫn mấy anh em qua xe du lịch đi, có máy lạnh được không? Rồi đi ngoại ơi. Có du lịch ngoại ở đâu? Du lịch ngoại đậu ở đâu? Ngoại đậu chiếc du lịch ngoại ở đâu? Ừ. Đâu ở ngoại á. Rồi ngoại dẫn con mấy anh em con vô du lịch. Đi xe du lịch đi. Rồi, đi cho bể nợ cho dân thánh luôn. Rồi chơi người phe luôn. Rồi phe cho dân luôn. Rồi để áo đây đi không mắc đâu ngoại. Rồi giờ ngoại dẫn mấy anh em con lại chiếc du lịch coi. Nè quý vị ngoại ơi, xe này của ngoại hay gì ngoại? Ngoại giới thiệu xe đi. Giới thiệu xe du lịch của ngoại. Xe có mấy ghế ngoại ơi? Xe mấy ghế ngoại? Sao xe của ngoại mà ngoại ghế à? Bốn ghế à? Ừ đúng rồi, bốn ghế à? Ba thằng lính triều đình. Ngoại ngoại bóp kèn không ngoại? Bóp kèn ngoại. Ba thằng lính triều đình theo ông bà ngoại, bảo ngoại, vệ bóp kèn lái cho ngoại lính pháp. Lái ngoại, lái ơi, lái ơi, lái ngoại ơi, lái bẻ lái, bẻ lái, lái 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 bẻ lái coi, bẻ lái. Ừ không biết được. Lấy đâu rồi ngoại ơi? Tới đâu rồi ngoại? Qua cua. Lấy qua cua liền. Qua cua. Nghiêng mình ngoại. Nghiêng mình. Qua cua rồi chạy thẳng quốc lộ tới thành phố Hồ Chí Minh. Đó rồi đó. Tới đâu rồi ngoại ơi? Tới đâu rồi? Chạy tới thành phố Hồ Chí Minh. Mở máy lạnh lên ngoại ơi. Mở máy lạnh lên. Không biết máy lạnh nằm đâu hả ngoại? Không. Không, ba giờ học vừa vừa đi. Không vừa vừa ơi. Máy điện không hả? À. Máy điện hả? Là bệnh nó hư hao đúng bây giờ. Có cái máy điện này nè. Do du lịch này bởi dữ dằn. Dữ dằn hả? Cái có điện bất ngờ. Là chính hả? Điện này hay ha. Không học. Mà hư châu là chính hả? Chơi là dính hả? Phải. Bây giờ con cháu chất lượng rồi. Ngoại đi du lịch nó im không ngoại? Im hả? Má không? Không. Lái cái nữa rồi, lái cái nữa rồi. Bây giờ lái cầm qua lăng quái rồi. Chở coi, chở mấy anh em con đi uống cà phê, uống trà sữa. Thôi. Bây giờ ngoại chở mấy anh em con đi nha. Không, bây giờ không chở. Không chở bây nha. Bây giờ vô xe du lịch khổ hiểu. Không xuống. Ơi sợ sợ. Xuống xe. Rồi xuống đi. Được không? Không chở mấy anh em con đi chở. Để làm lâu quá lạc điện bể nợ. Bể nợ của chương trình nói bà là dượt, bà ngoại dượt. Bà ngoại dượt. Ê, vàng đéo mà. Xe này đóng cửa sao ngoại? Đóng cửa lại coi ngoại. Đóng cửa sao? Thiệt, câu thiệt rồi. Lấy tay coi ngoại. đâu ông ngoại đầu tiên là ngoại mở cửa ra, ngoại vô lái sao ngoại mở cửa lái coi đầu cửa đầu ta cầm ở dưới kìa. Rồi mở cửa rồi vô cái lái ha, cái để cửa là ra. Đặng vô rồi ngoại vô ngoại đóng lại coi. Tắt máy xe chỗ nào ngoại? Tắt ra chưa học hết. Rồi xe càng thấm nước. Lấy tay không ngoại? Nhiều được rồi. Trời nhiều quá lạc điện. Cái vương trần nó cười. Nói bà không phải người thật. Ngoại du lịch này sao ngoại? Ngồi im không ngoại? Hả? Du lịch này im hơn xe máy không? Trời đất ơi, xe du lịch mà không em
của lính triều đình chạy mà không xe này ngoại mua nhiêu tiền ngoại xe này mua nhiêu ngoại 500-600 triệu bầu kỹ chỗ đậu vậy trời ơi chứ không có ít đủ mấy hết trơn thôi thôi chơi cảnh táo nhiêu được rồi không, nè chơi lâu quá không được dạ chơi lâu quá nơi ác điện cái dương tầng bể nợ ngoại bể nợ tao nói bà ngoại ngoại chở mấy anh em con đi uống trà sữa coi hả chở mấy anh em con đi uống trà sữa không đi vô lái đi thôi ba giờ nghỉ mà mệt hết vậy nói nữa chơi quá đổ nợ hả ừ cho chơi con quá đứt điện ngoại cho con mượn xe đi một chút được không nè được cho con mượn xe đi một chút được không đi con cháu đi đâu đi rồi ngoại ngoại đâu mà đeo vàng du lịch mà đeo vàng dữ hả ừ tự do ba giờ vàng này đeo thiệt hơn tạm thời ra ba giờ bà ngoại hỏi thiệt à đeo thiệt là giấu luôn đoạn mới ra chợ Hương Mỹ tao cho giác xác thật quần áo ăn mặc đẹp đàng hoàng nha đặng cho nhà nước ta đem nhảy luôn rồi ngoại ừ đeo vàng nhảy rồi giò tao lại tao phê phê ngoại nhảy rồi nhảy vô nhảy ngoại tặng con bài coi coi nhảy, nhảy nhảy tặng con bài con ngoại thiệt không. Tặng con bài coi thôi bây giờ không tặng không không mệt không ngoại hát tuồn hát tuồn kéo dài lắm ngoại. Không có được nói đi ngoại nói vàng đó là vàng gì vàng là vàng gì vàng này hả không biết giả không thiệt không biết thiệt dạ thì cả nhà à, vàng này là chỉ là cho ngoại đóng phim thôi à, nó vàng này giả không có thiệt nha cả nhà thì mấy anh em tính làm cái clip cho ngoại hài vui vui thế không ngoại phải. Ngoại nói với cô chú đi mình chỉ là đóng phim thôi phải nói với cô chú người lớn rồi con cháu hà nhỏ là đóng phim thôi chứ không có hát tuồng dạ hát tuồng kéo dài lắm không có được ôi giời ông ngoại không gắn máy lạnh đi cho nó mát thôi gắn máy lạnh lạnh đó lạnh cái gì hết á mà chơi nhà nước anh mà lạnh đó rồi ngoại có cho thuê không có cho thuê người ta vô ngủ máy lạnh không không sao vậy không cho ai vô hết rồi sao vậy bóng cây bự để tao nước ẩn đừng cho ai biết ha bài thơ rồi. Dạ bài thơ đi công trai như núi Hy Sơn con ngoại trăng phía quyền ảo bơ thờ nghe chẳng tiếng hát bên bờ lâm giang sông đầy nước chảy mang mang hình dung chiếc bóng nhớ làng bên nhau đi cấy cái đi cày bây giờ khó nhọc có ngày cái công đây đủ, trên đầm thì cạn dưới đầm thì sâu chồng cài vợ cây con trâu nọ đi à bừa để nhạc mau đó nhảy lâu quá là đứt điện còn điện không ngoại thôi nhảy nè à, cho con hỏi á thì bà lão ở đây nghe nói cỡ tầm chín mấy bà ở chỗ cái căn trò nhỏ đúng không chú chỗ nào chú dẫn mấy anh em con lại à Thanh Trúc với Ngôn mời cả nhà đi theo Thanh Trúc để lại cái căn trò nhỏ bà thứ mấy chú thứ năm nha chứ là bà năm nha rồi có cái trời này mấy anh em con thấy nhỏ xíu mà chú có ai chống không có ai chống không chú kêu thử đi chị là ở đây đó hả chú chàng ơi chàng bà lão ơi bà lão ơi bà trong đó hả chàng ơi bà ở đây đó hả hả ngoại ngoại năm nay bao nhiêu tuổi rồi 87 vậy là gần 90 rồi gần 90 rồi chàng ơi quý vị ơi ở đây ai cũng thấy ai cũng biết hết trơn ha bà ở đây bao nhiêu năm rồi bà ở đây bao nhiêu năm rồi năm 80 tới giờ 80 tới bây giờ ở sông Phụng rồi trao đổi chương trình về nước Mỹ 80 giờ đó bà mở cửa đi mở cửa cho mấy anh em con thăm bà coi rồi bà ngồi đó đi mày con cháu chơi sáng rồi chơi tới rồi chơi tới luôn bà bến luôn đây bà bến luôn ha chàng ơi
Tiền ơi. Để mấy anh em con gắn cái này lên cái nghe. Rồi ngồi ngoài nói chuyện đi. Đó, nhà nước lớn thiệt rồi đó. Bà ngoại ơi. Ngoại ngoại cho con hỏi thăm nè, rồi con ngoại đâu hết rồi? Con ở đây hả? Con ngoại có mấy đứa con? Năm đứa. Năm đứa con sao ngoại không ở chung năm với con ngoại? Mà bây giờ cái đứa ở nhà chứ phụng tường giàu. Ừ. Lao động. Ừ. Rồi bây giờ còn cái nhà chứ bỏ luôn. Rồi sao không cho tiền ngoại? Đất luôn. Dạo rồi luôn. Sao không cho tiền ngoại? Ừ, rồi bây giờ ở đây. Về đây con ở đây. Bây giờ con cháu nó lưu bu quá à. Lưu bu quá. Bỏ đi. À, nha. Rồi rồi. Bỏ cái lưu bu để nhà nước ta tính. Dạ đúng rồi đúng rồi. Ai có ai nuôi ai không? Lưu bu mình đừng sao kể. Bây giờ bắt đầu kể vui. Rồi. Vui nha. Ngoại. Bạn vô mấy điện. Đúng rồi đúng rồi. Nhà nước mà. Cái nhà này sao ngoại không gắn đèn đi? Ngoại sao không gắn đèn? Sao bà ngoại không gắn máy lạnh? Thôi không gắn đèn không gắn gì. Cái nhà này kêu bằng bí mật. Ừ. Bóng cây. Ừ. Bí mật. Đóng quân theo bóng cây. À. Bí mật. Ngoại ơi ngoại. Ngoại con nói nè. Ngoại cái này sao ngoại không gắn máy lạnh đi cho nó mát. Thôi gắn mấy lạnh đó. Lạnh gắn cái gì hết á. Mình chơi nhà nước ta thấy thực tế. Ừ. Là tại sao không ha. Dạ. Nhà nước kêu bà ngoại ở gần bên. Bà ngoại quét lộ đường sạch sẽ. Nhà nước cho lãnh luôn. Ừ. Ai chữ chữ kệ. Ừ. Anh đang kệ. Ngoại ơi ngoại nghe. Ô, rồi. Con nghe nói gì nè ngoại. Ngoại ca hay lắm. Được không ngoại? Tặng cho mấy nè. Mà bây giờ không có điện đài. Có nè, con câu đèn cho. Biết. Okay. Ngoại. Bà, ngoại ca đi con đờn cho. Con đờn cho. Thôi, tích. Bây giờ đang bầu dưỡng hôm nay tiết 15 mũi thuốc. Khang, ngoại biết sao không? Bữa nay mấy em con đi mấy trăm cây số mới xuống gặp ngoại nè. Hâm mộ ngoại đó. Ừ, rồi bây giờ ngoại tặng ngoại đi. Mấy em con. Tặng đi ngoại. Bản nhạc đi. Tặng bản nhạc ơi. Bản nhạc gì cũng được. Tặng nhạc gì cũng được. Hôm nay cút quá. Cút quá. Vô tới phòng quay phim. Sống chốt. Nhạc. Ừ. Nói bây giờ cút 19 này mạnh mẽ. Bây giờ điện đài không có lộ vẻ. Ừ. Cho đừng bể nợ. Ừ. Cút 19 đừng cho bể nợ. Ê ngoại. Máy lạnh này rồi ngoại câu có tốn tiền điện không? Không. Rồi không. Sao không gắn máy lạnh cho nó không. Vài cái đi. Nhà nước nó cái máy này tốt. Không có điện đài gì đóng hết á. Nhà nước nói ngoại. Ông nào ngoại thôi giờ mình kể chuyện chuyện cho mấy anh em con nghe đi. Bây giờ á. Kể chuyện chẳng hạn. Nhà nước nói về nè. Mình cứ việc vui tới. Vui tới ha. Nhà nước không kéo sâu. Kéo điện là lên. Ừ. Rồi bây giờ đi hết chợ, xuống chợ là quậy, giác sát quậy, nè, quậy ngoài lộ, tao là giang hồ độc ác, bây giờ không có lại cái tay, điện này mạnh, hết chợ cái chợ nước Mỹ ta đóng góp cho bà ngoại, cũng mạnh nha. Người nói thâu con cháu buôn bán ở ngoài trời, đất trời trời đất tự đồng tự cắt. Bà ngoại không ăn, đáng mình có công là ăn của nhà nước phải không ha. Ngoại ơi, ngoại ơi. Bữa nay mấy anh em con xuống mà chưa ăn cơm nữa, trong nhà của ngoại có thịt bò, thịt gà gì không? Không có thịt gì. Ngoại đãi cho con coi, trong cái nhà nhỏ của ngoại có cái gì không? Có thịt, để lốt có thịt không? Bò không? Con nghe ngoại mới mặn heo quay mà. Không có gì hết á. Cái nhà là tạm thời, nhà nước kêu tạm thời. Ngoại ơi. Biết không? Ừ. Nhà nước nó còn sắp đặt bờ bến, có kho khô chút mấy miếng. Rồi bánh rồi, thịt bò ngoại giấu đâu rồi? Bể nợ rồi. Thịt bò. Bể nợ là nghỉ ăn hả ngoại? Không có. Thịt bò để mấy đứa nó mừng chút phận nó ăn cho bể nợ. Còn bà ngoại không có ăn. Ngoại ăn cơm với gì? À. Ngoại thường thường ngoại ăn cơm với gì? À, không, bây giờ ngoại già rồi, có bữa ăn, có bữa không ăn cơm. Không ăn luôn hả? Lấy gì sống ngoại? Rồi uống nước. Ngoại, con nghe nói ngoại á, là ở cái căn chòi này nè, là có tiền á, để cho tiền góp đúng không ngoại? Có không? Không. Sao con nghe người ta nói? Có tiền để cho từ thiện. Trời ơi, cho từ thiện luôn hả? Ừ, cho từ thiện.
chơi bữa mạnh. Chơi máy mạnh hả? Chơi máy mạnh. Là một lần ngoại khoát, phát bao nhiêu tiền? Nó dặn về là, nó nói bà ơi, con đói quá, bà ăn cơm, bà giờ bà chia đi. Bà ăn cháo, con ăn cháo với bà Hùng Vạn Khóc. Chơi luôn. Chơi luôn. Nhà nước ta, dân ta cho gạo cái để ở nhà chuẩn chuẩn tính, chia hết cho phụ em để ăn. Chia luôn. Chia luôn. Chia ngoại cho luôn hả? Bà ngoại chơi mạnh. Ngoại chơi mạnh luôn. Mạnh nhà nước, mà ráo sao được. Ngoại, bây giờ là ngoại tặng cho mấy em con bài đi. Bài gì cũng được ngoại. Thôi, bây giờ ra ngoài được không ngoại? Ra ngoài chưa? Thôi, bây giờ không có tặng. Thôi, tặng bài hát đi. Tặng bài hát đi. Tặng bài hát đi, con tặng tờ tiền. Tặng bài hát giờ, đi, con tặng ngoại tặng bài hát, con tặng tờ tiền. Ngoại ngồi đây đi. Ngồi dạ, xuống luôn kìa. Ngoại ngoại, ngoại ngồi lên cái nắp luôn kìa. Ngồi lên nắp luôn đi ngoại. Trời đất ơi. Bây giờ con cháu lợi nó kêu mình. Rồi bây giờ ngoại hát một bản là tặng tờ tiền đó. Ngoại hát, đây cái chiều là tặng nhiều luôn á. Ngoại hát. Ngoài hát cái tặng tờ tiền. Đài hát tới chiều. Rồi có điện rồi, có điện rồi. Có điện rồi đó. Công đâu bây giờ bà con gắng lao động ha. Lao động. Đúng rồi ngoại. Phan để nhớ không có được. Cúp điện rồi. Cúp điện hả? Không có được. Ngoại là trong đầu cúp điện hả ngoại? Có điện rồi chưa? Cúp điện của mình. Cúp điện của mình. Rồi ca không có được. Rồi bây giờ mở điện lên nè, mở cách. Có điện ca có điện mới à. Được. Rồi điện mở à. Điện rồi đó. Có điện rồi đúng không? Tức. Rồi vô tiếp nè. Bây giờ chưa nhớ bài. Chưa nhớ bài. Nó tản lạc hết rồi. Bây giờ bài bản gì nó tản lạc. Muốn ca hát phải có điện bố trí đầy đủ là cho dữ dằn. Rồi giờ ngoài bố trí chưa? Bây giờ bữa nay không được. Được bữa mà không có điện đây. Có điện nè, con có đem máy phát điện theo nè. Nè đây nè, cái máy phát điện nè. Đó, máy phát điện ngoài cầm đi. Ngoài cầm máy phát điện đi nè. Đó, dây điện nè, ghim vô nghe. Đó. Rồi, bây giờ có điện rồi đó. Đại ở chợ như Mỹ ta nói chơi phải rồi. Vô rồi. Vô, có điện rồi đó ngoại. Rồi, con ghim điện cho ngoại đó. Vô. Rủ nhau đi cây cái đi cài. Bây giờ khó nhọc có ngày cái công đây. Đủ, trên đầm không? Thì cạn, dưới đầm thì sâu. Chồng cài vợ cây con trâu nọ đi. À, vô quá hay quá. Rồi coi nè, một bài nè, một bài nè. Rồi một bài, bài nữa đi. Bài nữa đi. Rồi tới bài mới đi. Bài mới đi. Bài mới đi, có tiền nữa. Bài mới đi tiền nữa. Thôi, bây giờ sao sao đi. Thôi không có sơ sơ. Ăn chút chút đi. Vậy đọc thơ đi, đọc thơ. Đọc thơ đi, có cho tiền nữa nè. Bài thơ đi. Bài là tấm tiền. Vô nè. Vô. Bài thơ nè. Bài không. Vô. Có tiền rồi đó ngoại. Rồi giờ làm bản mới. Làm bản mới có tiền nữa. Rồi làm bản mới lấy tiền nữa. Tiền đó của ngoại đó, bỏ đi. Làm bản mới lấy tiền nữa nè. Không, bây giờ sơ sơ đi. Thôi nữa đi ngoại ơi. Trời bà cắt kìa, ba bốn lớp vậy. Bà giấu liền cái gì vậy? Rồi. Làm nữa. Ngoại bằng ba cái áo luôn á. Làm nữa đi, mình lấy tiền nữa. Làm nữa, giác sáng không có điện xuống như có, vậy. Có kìa, mới ghim vô kìa, sạc pin rồi kìa. Giác sáng bữa nào cũng đi lợi đu luyện. Ừ. Tao là chơi hết ra. Đúng rồi. Nha, tao chơi tao đem hết lòng dạ đối với đất nước mà dân. Ngoại. Lao động. Ngoại ơi. Đu lại nhớ chính xác. Ngoại ơi, con nghe nói là ngoại đọc thơ đồ giữ con trai như núi Thế Sơn cơ mẹ. Ngoại. Ba giờ. Tình mẹ đi. Điện quá rồi. Nó lạc điện. Lạc điện. Ừ. À, ca hát quá nó lạc điện. Thôi gì đọc thơ đi. Đọc thơ đi. Thơ nào cũng được. Bài ngoại. Thơ đi. Thơ thơ. Không. Thơ nói về ngoại đi. Không, bây giờ thâu rồi. Con cháu cho cho thâu. Để chủ điện ta chơi lộ vẻ. Chơi lộ vẻ hả? Chơi bể nợ cầu du lịch. Chơi mà bể nợ luôn. Ừ, chơi cho bể. Ngoại, ngoại ơi, cái chân trời này ngoại nói gắn máy lạnh mà lạnh đó. Tao là người phước bạc. Ở chân trời tao là lính của trời. Tao xuống dương trần. Tao kỵ bay ác ập. Bình tiêu với tao. Màn này bay phải tiêu. Ngoại ơi. Rồi. Ca tặng cho mấy em con bài nữa đi. Thôi. Sao vậy? Bây giờ thôi rồi. Đi.
thôi. Thôi ngoại. Cà quá trái tim quả năm ngăn trong lòng anh sơn đỏ. Mấy lời anh to nhỏ bạn bỏ sao đành. Rồi. Để trái tim nó nhảy không đúng nghiệp trường canh. Thôi. Hết điện không ạ? Có đứt điện hay ngoài ha? Điện tiêu à. Tiêu ở ngoài luôn ha. Ừ, không ai cứu à. Điện ngoài. Điện này không ai cứu được à. Điện ngoài. Trời tới luôn. Kê kê tiền, kê tiền. Đây đây xẻ tay không ạ? Xẻ tay ra đi ngoài. Ba đầu trời biến luôn. Biến luôn. Biến luôn. Còn còn bài thơ nào mà nói về ông ngoại bà ngoại? Không. Ba giờ ông ngoại ổng đột sức quá. Ông ngoại đột sức quá rồi, ông ngoại đâu ngoại? À, không, không chơi. Không bỏ chơi với ngoại. Ra. Bỏ ngoại luôn, bỏ xì ngoại luôn. Bỏ ra. Bỏ xì luôn rồi. Ổng nấu dòng giống cho dân tộc đất nước mà ổng.